Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chính thức bêm được cái đích chính của mình em à. Mình mới bêm là 2 ngày thôi nha, nhưng mà mình lên được biết bao nhiêu điểm luôn. Tài là bú win con đây em à. Ôi cái gì vậy? Cái gì? À, này được quá nha. À, đây chết chết cái đây. Đi qua đây nè. Thôi. Cái đầu xanh chưa có ulti đây em à. Nhờn nó đập chết. Ok, anh em nhớ giúp mình nút like lên cái kênh nha. Đây, thằng gấu này, solo với gấu kèo gấu rồi gặp rất là nhiều luôn em mà 10 trận gặp tới 9 trận rồi. Đánh solo nó là ngán. À, hết chiêu này, một chiêu. Đánh thường cái nữa này, hai chiêu, bọc phá. Trời ơi. Sao nhây. Ai nha. Thôi em mà đừng gáy, em mà bình tĩnh em ơi, đừng gáy em ơi. Ăn hên đó anh em à. Mình quyết tâm luôn, quyết định luôn là mùa này mình cầm một phá, mình leo thẳng lên top 3 xếp hạng ID luôn anh em à. Nhưng mà mình sẽ combat bữa nay ngày mấy ta? Ngày 5 à. Ok, ngày mai mình sẽ đăng video lên gặp Phi con ngáo nha anh em. Và đi rất vun le con. Anh em sẽ coi kỹ năng đánh như thế nào, đánh cực khét luôn anh em à. Nhưng mà anh em, hôm nay anh em xem đỡ video này nha. Ngày mai mình sẽ ra video đó hay hơn nha. Ok, mình bê bằng tay nha anh em ơi, phải bút bẩn đâu nha anh em ơi. Anh em coi video mình, anh em biết mà, mình là cái trình kim cương thôi. Bụp 3 phát, nửa cây máu, khó chịu ghê chưa. Nhưng mà mình cầm bọc phá, mình solo cái kèo này, hoặc là nứt bụi, mất lẻ này kia, mình không bao giờ mình sợ không đủ đam nha anh em. Bao đám anh em là ao tiền người ta luôn, trên kèo những mọi kèo luôn, nhưng mà xui cái... Nhưng mà kèo Omen thì hơi bị chua xíu nha nè. Bữa giờ mình chưa nó chính mình đánh trên ngành cao ấy, mình chưa gặp solo Omen bữa giờ luôn. Như căn bên đây này đó, cho nên mình không đăng được. Mình có một video đăng nick nhỏ nhưng mà thấy ganh cầu thủ vài sao nên mình không đăng gì mấy. Rỉa vô ca cái này đó. Ờ cãi đó đây mà mình cứ rỉa thôi. Uy tay mình đánh nữa kìa. À, đây mạng là đây chứ đâu. Cái gì? Không có đi đồ chơi tôi à. Nhường này. Ôi trời ơi, đừng anh Aruka ơi, đừng nhảy em anh ơi. Ôi trời ơi, đau quá nhờ. Cái gì? Thích cái gì? Bá vào đây. Chờ tất này. Ôi trời. Tôi lại bị cảm nó rồi anh em à. Anh em nào như còn nick liên hệ ngay với Zalo của mình nha anh em ơi. Cái gấu này muốn cái gì nào? Muốn cay gì? Nè, lướt ra nè. Một chém, hai chém. Nụm. Trời ơi. Đội solo kill anh em à. Khó lắm nha. Farm lấy luôn cái trụ anh em à. Hên có quay. Cái kèo Yuka này mà anh em đánh mà cái kiểu như mà Cái gì đây? À, hồi máu à. Hồi máu solo kill à. À, được quá nha. Được. Ngụm
Trời ơi, được quá nhờ, đồ lực yêu nè mà. Ai nhờ, bạn đi kinh rồi. Ui dồi, ui dồi. Ui quăng chữ một sớm quá anh em à. Bạn đi kinh rồi. Ui dồi, quả cầu đó kìa. Quả cầu lắm, quả cầu lắm vậy. Rít đây. Ui đậu xanh. Nguồn rát với ông AD lên chậm quá anh em à. Ui dồi, vậy xù vắng kìa. Ui, AD còn chừng chết nha. Dạ ta bay, dạ ta bay. Căng quá anh em à. Mấy hôm ngày hôm qua ấy, mình được gặp team 5 này. Gặp như mấy ông kia đánh cũng vui lắm anh em à. Cực kỳ hấp dẫn mà vui luôn nha. Mấy anh kia cũng chỉ đang tốt lắm. Tôi toàn bú win thôi em ơi. Bú win hiện dài đằng đó nè, thấy không? Thấy gì? Thích gì? Đồ solo kill à? Rồi xong rồi. Khổ chạy về luôn. Rồi một bát không đủ đam kìa. Rồi xong rồi. Thằng dưới kìa. Bỏ. Ý, mùa xanh này. Ôi, mùa đó chết rồi kìa. Con mắt kìa. Ủa chết ở đây rồi. Trời ơi, Yuka xanh dữ vậy. Nhỏ xíu sao solo đây nó chờ. Trời ơi, còn độc lính nữa này. Còn chủ minh nữa này. Trời ơi, mất hết trụ luôn này mà chả hiểu luôn. Chả hiểu lý do vì sao luôn, mất hết tất cả trụ luôn rồi. Ôi, đây để xuống đây canh Tara cứu mít mình đây. Ôi dồi, su nó kìa. Cái gì, thích cái gì. Nhường này. Ôi trời ơi, nó biết nha. Chết tôi rồi. Cứu tôi. Trời ơi, vẫn sống này em à. Trời ơi, top 1 ID. Xong. Nhường kìa. Căng quá anh em à. Ui diều xanh quá anh em mà, chắc nên lên giáp phép trước quá nha. Thôi lên phần nửa thôi anh em ơi. Lên cái nanh đó là cho nó phê nha. Ơ à, không ăn bùa đỏ à? Không ăn thì mình xin. Ấy ơi. Crystal ra mất đây bạn ơi. Trời ơi bùa đỏ ngon quá. Ôi bật công ty, bỏ. Có cái số ở đây anh em à. Không ngẫu được nha. Con mắt đặt ngay cái con giữa nghìn công khôn thế nha. Hết đây à. Trời ơi, thêm con mắt ở đây nó sao nút bụi trời ơi. Đâu đi đâu cũng còn mắt hết đi chờ. Lôi nào. Không thấy sai của ai, không dám đi đâu luôn anh em à. Cứ đứng chết mát. Lấm. Bọc phá. Ôi dồi, không ăn được kìa. Bay đi rồi chết. Ôi dồi. Vô cái tốc biến kìa. Chết rồi. Cái thằng này. Nhây này. Cái thằng này, thêm thằng diêu nữa kìa. Ui, tách ra anh em ơi. Chia đam ra mà sống này. Ui vẫn chưa kìa. Ngon quá nha. Ui team ăn hết đây anh em à. Không sao, team ăn team gánh mình thôi chứ có gì khó khăn anh em à. Ăn cây xa nè mọi người ơi. Ôi cay quá nha, chuyên gia luôn mà còn mấy pha cú là bị cung tinh công hất lên à. Ui gần không có thường chị à, cái thằng cay thế nha. Ui chuyên gia là còn mấy trăm máu lúc nào cũng tinh công cũng hất lên, cái là mình không ăn được. Ôi
làm đứng ăn miệt mài xương gió. Đây đồ xanh nè, à đây cái đồ màu xanh này, đây đồ sống à, này đồ sống à, ui nghiêm xu kìa, ui ra đây cho lũ đam rồi trời. Rồi tôi nửa muốn cứu ra đây, tôi nửa muốn cứu, muốn giết thằng kia. À chết rồi, chắc rồi, chết chắc rồi, khỏi sao, khỏi chạy. Quái Yuka nó ban vô AD, tôi nửa muốn cứu AD mà nửa muốn giết thằng Gil, không biết bên nào luôn em à. Vậy mà để thằng Gil nó chết sống kìa. Mà đổi nó mạng lại em su là được rồi nha, không sao nha. Á, à, cái thằng này, đâu bay à, ôi trời ơi, bay khét vậy bạn. Á, thôi, đi về. Ẩu tả mất một game luôn anh em à. Mang 8 mạng ở đây, hỗ trợ 7 này. Lên cái liềm nữa cho nó an toàn này mà. Là có chết bán cái này mua cái kia liền. Này trước tiên là lên bếp với anh giáp phép trước đã. Dư nó xanh quá rồi, dư bây giờ ta nó bay chết luôn á. Rồi, dư chết chắc rồi. Rồi xong luôn rồi. Chạy đâu? Ăn rồng luôn này. Cái này mà đem mất là cho chết luôn á nha. Lính kìa. Ủa, không pha mà. Sợ do ta anh em à, thề bên em sợ do ta thôi. Thôi đi về. Cho an toàn anh em à. Máu tôi ít quá thì Yuka hồi dưng. À đây mới nói luôn, chưa kịp nói Yuka còn do ta trên đó là chết. Không dám pha mà anh em à. Thôi thà hai lính thì mất không sao, đừng mất mạng. Chết Yuka rồi. Chết Yuka rồi. Rồi sống. Ok, anh em nhớ cho mình like cái kênh nha. Đây anh em mấy cái pha như vậy này anh em nên xin màu đỏ nha, trong lúc nào cũng làm cho tôi xin màu đỏ thôi. À là lời nè mọi người ơi, mà cũng khó ấy. Thằng gia ta không đi về à, không về sao mà chạy nữa, chết chắc không cho bây giờ chạy nữa. Một chém. Đây anh em à, quan trọng nhất vẫn lấy trụ nha. Anh em nhớ giúp mình lên lăng nên lên 25 cái sub nha. Còn anh em nhớ còn muốn đích liên hệ ngay với mình nha anh em ơi. Thì ta ra đồ sống, đồ sống à. Châu ui châu cỡ nào cũng chết. Bị da dù cả tốc biến kìa. Chưa có ulti ti này, bọc phá này. Ui không kế được kìa. Diêu ơi, xin mạng nào Diêu ơi. Trời ơi, xin mạng Diêu ơi. Trời ơi, tôi đang rồi ơi. Đi về. Không đủ đam phải đó thì tiếc quá nha. Nếu mà lên top mình đang hiện tại top 22 Việt Nam anh em à. Còn nếu mà lên khoảng top bao nhiêu ta? Top 8 Việt Nam hay top 7 Việt Nam mới an toàn đúng không? Nhưng mà bữa nay mới đầu năm Tây à, chắc mình lên tới đó cũng khoảng cũng nhanh đấy, còn ngàn mấy điểm nữa chứ nhiêu. Chắc là lên nhanh anh em à. Mình dán bú win tem là mình lên được rồi. Cứ nấp canh gây xa thôi nha, không ẩu nha mấy cái pha như vậy này. Trận qua 15-16 phút anh em mà ẩu tả là anh em bảo đảm là dễ bị lật kèo lắm. Anh em mà ẩu pha gì vào là anh em chết một pha là anh em không có nào mà cứu giãn được trận thế đâu, trận đấu luôn nha. Mình bị nhiều lắm, mình ẩu từ sức mạnh đấy. Mình chuyên gia luôn, phá vậy đó đã. Ừ, đông quá vậy. Từ phá chưa được này. Chưa phá được con này, đậu xanh nó cái gì vậy? Cái gì? Thích cay vậy? Bây giờ tôi ke tim thôi anh em à. Thấy kìa. Nè, chém này. Một chém này. Bay hộ một cái này. Ôi dồi, ôi bán này mua cái liềm này. Ôi trời, nó bắn tôi kìa trời. Chưa mất liềm. Lui về. Còn nghe su bắn chuẩn quá nha. Nè, lui vô. Thôi đi về anh em ơi, không ẩu nha. Còn có Glitter đứng ở đó kênh thôi. À đây là từ thôi ông ơi. Ông ban thẳng ulti vô bô ba con thằng không. Giữa này sao mà cứu nổi không. Trời chết rồi. Chết rồi, chết thương rồi. Đây, ulti này, cứu cái thương này. Đỡ này. Trời, bắt thương của tôi à.
Sao bác anh mất tôi hả? Sao có được? À, nè, rồi gắn này, choáng này, đẹp này. Ngồi gắn này, ngồi gắn này. Ôi dồi, con chết kìa. Rồi, xong rồi, thua rồi. Win rồi anh em ơi. Chạy hội một cái bạn. Nè, chạy đi. Chạy đi. Nè, chạy đi, quăng chiếc bồn này. Chạy giùm cái đi. Nè, thêm cái view này. Combo 300km này. Rồi, còn lướt anh em à. Con mắt nghe xu đặt lần hai ba cái vô một chỗ này bị khùng cái gì á. Thôi win rồi anh em ơi, bú win thằng vô cái trên kia rồi. Ok anh em mua nít này hãy ngay với mình, còn anh em cày thơi thì hãy ngay với mình, còn anh em nào mua nít hay lộn anh em nhớ like đăng ký kênh nha. Ok bye bye anh em nha.